Thủ phạm gây nấm não Penicillium manetti lần đầu tiên được phân lập tại Việt Nam vào năm 1956 từ một loài chuột tre có tên là uh, Rhizomis uh, sinensis. Trường hợp nhiễm nấm uh, Penicillium manetti xảy ra đầu tiên trên người được công bố đầu tiên năm 1973 ở một người Mỹ bị bệnh Hockin đã sống ở Đông Nam Á. Sau đó người ta phát hiện một số trường hợp ở Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam nhưng đều ở người nhiễm HIVS. Gần đây nhiễm nấm Pelicillium marneffei được coi như là nhiễm khuẩn cơ hội hay gặp trong những người nhiễm HIVs tại khu vực Đông Nam Á hoặc là đi du lịch tới các nước Đông Nam Á. Dấu hiệu triệu chứng. Triệu chứng lâm sàng chung của nhiễm nấm marneffei thường biểu hiện là lách to, gan to hạch to, sốt trên 38 độ C, giảm cân, thiếu máu, nổi ban sần đỏ ngoài da và nấm họng, đau đầu, tiêu chảy, ho khó thở. Các biểu hiện về nhiễm nấm máu, nấm não màng não ít gặp hơn. Đặc điểm lâm sàng chung của nấm não màng não là đau đầu, buồn nôn, nôn, rối loại tâm thần, co giật động kinh, có thể uh, liệt, hội chứng màng não, rối loạn ý thức hôn mê. Trần đoán xác định nấm P. Manefe trước đây dựa vào sơ so nấm trực tiếp nuôi cấy. Trong những năm gần đây đang phát triển kỹ thuật trần đoán sinh học phân tử là CPA và giải mã gen với độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Trên bệnh nhân diễn biến lâm sàng ban đầu là hội chứng nhiễm khuẩn nhẹ, sau đó xuất hiện các triệu chứng về hô hấp, suy thận và viêm não. Xét nghiệm cùng thời điểm thấy tổn thương ở phổi suy thận thay đổi dịch não tủy, nhiễm nấm máu và nấm trong dịch não tủy. Như vậy bệnh nhân đã bị nhiễm nấm máu, từ đó nấm lan rộng khắp cơ thể và xâm nhập về thống thần kinh trung ương.